Tỉnh nguyện ngày 12 tháng 11. Đây là thời điểm trong đời khi con được hưởng sự dồi dào, dư dật. Chén con đầy tràn với các ơn phước. Sau bao ngày vất vả leo dốc, giờ con thả bước thong dong qua những đồng cỏ xanh mướt thấm đẫm ánh mặt trời ấm áp. Ta muốn con tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc dễ dàng và tốt đẹp này. Ta vui lòng khi ban cho con điều đó. Đôi khi, con cá ta ngại ngần không dám nhận những món quà tốt đẹp từ ta. Cảm giác áy náy giả tạo xuất hiện trong lòng con và nói với con rằng con không xứng đáng nhận những ơn phước lớn lao đó. Đó là suy nghĩ sai lệch, bởi thực ra chẳng một ai xứng đáng nhận bất kỳ điều gì từ ta. Vương quốc ta không phải là chuyện giành được những gì xứng đáng mà là về đức tin và nhận lãnh. Khi một con cái của ta không chịu nhận lãnh một món quà nào đó từ ta, ta rất buồn lòng. Ta vui lòng khi con nhận những ơn phước dồi dào từ ta với một tấm lòng biết ơn. Việc ta vui lòng khi ban cho phải đi cùng với việc con vui lòng nhận lãnh. Trong Thi Thiên 23 câu số 5 có chép rằng: Chúa dọn bàn cho con trước mặt kẻ thù nghịch con, Chúa sức dầu cho đầu con, chén con đầy tràn. Trong Giăng đoạn 3 câu 16 cũng có chép rằng: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Trong Luca đoạn 11 câu 9 tới câu 10 có chép rằng: Vậy ta bảo các con, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho các con. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ cửa thì cửa sẽ được mở. Trong Roma đoạn 8 câu 32 cũng có chép rằng: Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Nguyện xin mỗi một con dân Chúa đều tận hưởng sự bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời là Chúa chúng ta. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa.